Vâng, Summer và một cái gì đó Babylon hoặc Mark C thì phải. Mà Summer thì thường là với, vâng, với cả hai con đấy đều rất nhiều, vâng, rất nhiều kèo diễn ra. Một bên Summer bên kia sẽ là Baby hoặc Mark C. Đây là kèo nhiều lần diễn ra rồi. Và thường là Mark C. Để tôi khẳng định lại. Mark C. Summer và Mark C. Kèo này đánh quá nhiều lần rồi. Sumerian có rất nhiều cách đánh. Một là vẫn đánh A như bình thường và chăn hết dân của đối phương. Hai là chém lên và chơi y cùng với đối phương. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở kèo này thì Hồng Anh sẽ giải quyết tiểu đội ngư như thế nào. Summer và Mark C. Vâng, như vậy là một bài Sumerian tương đối đẹp. Bên kia là Mark C. Có voi về, có hiêu và có cả quả phụ. Bài chuẩn. Rồi cứ cung một bắn, bắn phít dân người ta, mình còn dân là thắng rồi. Đánh ngay cho nó đơn giản, đỡ phải đưa về cái thế đấu y lằng ngoằng mệt. Tự nhiên ông bài ông Mark C kín ông này, cung A kẹp y, thế là thôi đi về với bảng. Tốt nhất là cái cung R mà bắn cho nó mát. Đổi cung R lấy dân. Hiêu 6 đang cố gắng đưa về. Bỏ đi, không cần tiếng game đâu. Không phải game nó bật nhạc mà đã view lấy tiếng đâu. Vừa đổi máy. Vâng, chúng ta cùng xem là tôi nghĩ là cung rồi, 2 BS như này là cung rồi. Bãi cỏ phụ chỉ có 5 cây. Hiêu 6 2 voi bãi cỏ phụ. Cung thì bắn cho nó nhanh. 25 dân. Bài 25 đánh cung được rồi. 3 tư cung đầu, 3 tư cung đều đi bắn là được rồi. Vâng, vẫn đánh 26 dần. Kích đời 803. Đây là bài chuẩn mà. Vâng, Mark C đánh 24 dần. 26 dần là bao nhiêu ạ? 745 anh ơi. 805. Nó chậm một thằng dân so với xem thôi mà. 805 thì chậm một thằng dân. Đan ơi. Đan. Xử lý. Xóa nhạc đúng không? Ừ. Đây kích rồi. Cái này đây. Hoặc là mình không up luôn cái trận đấy lên thôi. Không up lên á? Up lên mình phụ. Được. Cái riêng cái trận đấy up lên mình phụ. Được. Không up lên mình chỉ. Chuyện cái trận là an toàn nhất. Đang phát ý và xóa luôn đi theo. Xong.
Như vậy là đánh chém 26 dân mà anh ta đánh chém. Vâng, cái game thủ top 1 bây giờ thi đấu nó ảo diệu khôn lường quá. Chúng vâng, ta cùng chờ xem cái lựa chọn của ông anh có đem lại cho anh một chiến thắng trước Tiểu Thủy Ngư luôn không, để nâng tỷ số là 3-1 hay không. Đang dẫn 2-1 rồi, trận trước là trận Catarian và Per đánh thắng nhưng mà để lộ mất cái bài tủ của AOE Việt Nam. Vâng, nâng bánh xe cầm dân dã luôn. Đây rồi, bãi vàng không bo tới từ Max C và con giò là công giáp. Và cũng đã có giò tới từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Vâng, chấp nhận mất hai dân ngoài. Ồ. Một nhà y. Hồng Anh lựa chọn phương án đánh chắc bài, chắc cú và ăn được 4 dân ở bãi vàng. Chính xác là 3 dân ở bãi vàng của game thủ Tiểu Thủy Ngư rồi. Một y và chắc cú quá. Vâng, như vậy là sẽ là một bài mà sẽ nâng bánh xe và chuyển sang A. Chuyển sang cung R đi bắn các khu vực bo nhỏ của Max C. Đánh càng về lâu về dài thì có quân nhiều hơn và sẽ thắng thôi. Nhưng cái lối đánh này thì sẽ là phần phải chờ đợi. Tiểu Thủy Ngư có lẽ là một bài không quá kín trong trận thi đấu này. Và đây sẽ là bài mà khả năng có cả Y kẹp A là khó dành cho game thủ Tiểu Thủy Ngư. Anh phải đỡ được những cái tên cung R đẩy lên. Và thậm chí là cả Y đẩy lên tới từ game thủ Hồng Anh. Tôi nghĩ là nên, vâng, đã có Y dâng. Đã có y dâng tới từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Nhưng lúc này thằng Anh lại còn có nhiều y hơn. Và thậm chí là nâng cả giáp cho y luôn rồi thì chưa. Chỉ có công thôi. Tìm nhà y của Tiểu Thủy Ngư và phang luôn. Một con chém lọt vào bãi gỗ. Vâng, tiếp tục với những con y chọc ngoài. Nhưng các bạn có thể thấy ở đây là lượng y hơi ít tới từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Có lẽ là một nhà sóc đều. Vâng, bị chọc ở bãi vàng, Hồng Anh không để ý. Tôi đoán là như vậy. Hồng Anh không để ý rằng mình đang bị chọc ở khu vực bãi vàng thì phải. Vâng, một con y vào nó hành lạc, may mà là dân Summer. Không từ bến giờ chết hết rồi. Vâng, liệu có là 3-1 hay không? Vẫn là những tên y đang sản vào và đâm thẳng vào nhà của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh chưa bánh xe. Nhưng quyết tâm làm cho game thủ Tiểu Thủy Ngư mất vàng. Tiểu Thủy Ngư đóng thêm một nhà y để thủ ở khu vực nhà mình. Không có vàng thì đánh bằng cái gì đây? Một chiếc nhà với e nữa. Những pha vẩy e vì các bạn thấy rằng là dân Max C để mà ra đập được cái nhà e đi là rất khó. Hồng Anh đang lợi dụng cái tay nhanh của mình. Vâng, kịp vẩy rồi. Nâng bánh xe và chuẩn bị chuyển sang có cả cung R. Tiểu Thủy Ngư sẽ không có nhiều vàng đến mức như vậy. Và bây giờ là lọt vào. Vâng, tội phá e cho y ra. Liên tiếp là những pha vẩy e của game thủ Hồng Anh. Và nhiều khả năng Tiểu Thủy Ngư sẽ thua trong trận thiếu này. Và tỷ số là 3-1 cho Hồng Anh. Vâng, thí sinh tiếp theo sẽ là Chiến Tướng.